là khu trạm 1 của Móng Cái, phía trạm 1 là khu trạm 3 của Móng Cái. Phía trước mặt là trung tâm chợ Móng Cái, Quảng Ninh. Sau ở cầu Ca Long, còn đây là bưu điện thành phố Móng Cái. Trước mặt là chợ trung tâm Móng Cái, chỉ họp vào ban ngày, buổi chiều nghỉ và tối là có họp chợ đêm ở đây. Dân Việt Nam thường đi đò xuồng từ cái sông này sang đất Trung Quốc du lịch. Đây là người dân đang đi từ cầu Ca Long sang chợ Móng Cái. Đây là xuồng tàu.
trước mặt là bên đất Việt Nam, bên kia tàu Cà Long sang để đi sang đất Trung Quốc. Ở đây là con cầu Cà Long, trước đây gọi là cầu Bắc Luân, sang Trung Quốc. Trước mặt là toàn một cái thực chất là toàn người Trung Quốc buôn bán nằm ở tại đây. Phía sau cả một cái là cửa khẩu Móng Cái là đi sang đất Trung Quốc. Đây là khu vườn hoa cách đây 5 năm Nương đã đi công tác ra và nghỉ tại đây.